4 loại thực phẩm gây ung thư gan nhanh khủng khiếp. Xin kính chào quý cô bác. Cô bác thân mến, ung thư đã và đang trở thành căn bệnh đe dọa sức khỏe toàn nhân loại. Cho đến nay, vẫn chưa có một loại vaccine phòng chống hay thuốc đặc trị cho căn bệnh này. Nguyên nhân gây ra bệnh cũng rất phong phú, do ô nhiễm môi trường, do sử dụng thực phẩm không an toàn, do biến đổi gen. Việt Nam là nước đứng đầu thế giới về tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh ung thư. Do vậy, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng cô bác điểm mặt những loại thực phẩm gây ung thư gan, qua đó cung cấp cho cô bác những thông tin hữu ích trong phòng chống căn bệnh nguy hiểm này nhé. Thứ nhất, các loại nước uống có ga là một trong những loại thực phẩm được dùng phổ biến trong các gia đình với đối tượng người dùng từ già đến trẻ, nam và nữ, nhưng ít ai biết rằng các loại nước uống có ga nằm trong nhóm thực phẩm gây ung thư gan có mức độ nguy hiểm hàng đầu. Bởi lẽ thành phần chính của những loại nước uống này là soda, một chất carbonate có tác dụng làm axit hóa cơ thể và góp phần nuôi dưỡng các tế bào ung thư. Bên cạnh đó, với các chất tạo màu thực phẩm có trong nước uống có ga như các chất màu giống caramel và chất methylene midazole, chất dẫn của nó là những chất góp phần quan trọng vào việc hình thành ung thư trong cơ thể. Thứ hai, thức ăn bị mốc hỏng. Với khí hậu nhiệt đới gió mùa, với nền nhiệt độ và độ ẩm trong không khí tương đối cao, khiến cho các loại thực phẩm dễ bị ôi thiêu, mốc hỏng. Aflatoxin là một chất được sinh ra từ các loại nấm mốc, có tên gọi là Aspergillus flavus, là một trong những chất gây nên căn bệnh ung thư gan, tồn tại khá phổ biến ở các nước nhiệt đới. Môi trường sinh trưởng lý tưởng của loại nấm mốc này là trong các loại ngũ cốc bị mốc. Do vậy, những loại ngũ cốc bị mốc nói riêng và các loại thực phẩm đã bị mốc nói chung là nhóm thực phẩm gây ung thư gan nguy hiểm hàng đầu. Do vậy, mỗi người cần có ý thức hơn trong bảo quản và sử dụng thực phẩm. Khi phát hiện thực phẩm bị mốc, hỏng cần loại bỏ ngay hoặc không nên dùng những thực phẩm đã lưu trữ lâu hoặc đã xuất hiện mùi lạ. Thứ ba, dưa chua cà muối. Giống như hầu hết các nước ở khu vực Đông Nam Á, dưa chua cà muối nằm trong nhóm thực phẩm lên men rất được ưa chuộng trong bữa ăn hàng ngày của người dân Việt Nam. Bát canh cá dưa chua đổi vị hay bát cà muối cùng canh cua ngày hè luôn luôn là lựa chọn hàng đầu của các bà nội trợ dành cho gia đình mình. Tuy nhiên, đây được coi là nhóm thực phẩm gây ung thư gan, bởi lẽ trong nó có chứa chất nitrosamin với hàm lượng lớn. Việc thường xuyên ăn dưa chua cà muối khiến cho gan thường xuyên phải hoạt động để đào thải chất này ra khỏi cơ thể, dẫn tới nguy cơ suy gan, xơ gan, viêm gan, thậm chí là ung thư gan. Vì vậy, các nhà khoa học còn gọi là nitrosamin là chất gây ung thư gan. Do vậy, dù là món ăn khoái khẩu, bạn nên cân nhắc kỹ khi sử dụng loại thực phẩm này. Hãy hạn chế hoặc ngừng dùng nếu có thể. Thứ tư, rượu bia và các chất có cồn. Việc sử dụng rượu bia và các chất có cồn thường xuyên là nguyên nhân gây ra hàng loạt các vấn đề về sức khỏe của cơ thể, và đây cũng được xếp vào nhóm thực phẩm gây ung thư gan. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, việc sử dụng rượu bia dài ngày trước hết gây tổn hại đến niêm mạc dạ dày, gây viêm loét và có thể dẫn tới ung thư dạ dày. Mặt khác, nó cũng gây những ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thần kinh của con người. Trong khi đó, gan là cơ quan chịu trách nhiệm thải độc của cơ thể. Với lượng lớn chất có cồn nạp vào cơ thể, gây ra những gánh nặng đối với cơ quan này. Nếu để tình trạng này kéo dài, là nguyên nhân gây suy gan, xơ gan và là nguyên nhân dẫn tới ung thư gan. Thứ năm, nhóm thực phẩm chiên rán. Được xếp vào nhóm thực phẩm gây ung thư gan, nhưng các món chiên, xào, nướng lại luôn là sự hấp dẫn đặc biệt dành cho các thực khách. Để có được những món này, các loại nguyên liệu phải được chế biến ở nhiệt độ cao, trung bình khoảng 200 độ C. Nhưng một điều ít được các thực khách quan tâm là khi được chiên rán ở khoảng 170 độ C, thì một số chất trong thực phẩm sẽ bị chuyển hóa thành acrylamin, một chất nguy hiểm gây ung thư. Ví dụ, khoai tây chiên là món ăn nhanh khá phổ biến và được ưa chuộng. Trong khoai tây rất giàu axit amin, aspargargin, và còn chứa một số loại đường khác như glucose. Khi được chiên rán ở nhiệt độ cao, hai chất này sẽ sinh ra acrylamin, một chất gây ung thư. Vì vậy, hãy hạn chế sử dụng những thực phẩm trong nhóm này, thay vào đó tăng cường sử dụng những món ăn chế biến đơn giản như luộc và kho. Trên đây là một trong những nhóm thực phẩm gây ung thư gan khá phổ biến. Việc sử dụng thực phẩm sạch và đúng cách góp phần quan trọng trong giữ gìn và nâng cao sức khỏe của mỗi chúng ta. Ngoài ra, thì thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống không lành mạnh khiến gan trong cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng. Đồng thời, việc không phòng ngừa viêm gan, xơ gan cũng là một trong nhiều nguyên nhân khiến cô bác có nguy cơ bị ung thư gan.
Vậy làm thế nào để phòng ngừa ung thư gan? Mời cô bác cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. Chất độc hại gây ảnh hưởng nghiêm trọng với sức khỏe cơ thể, trong đó có gan là cơ quan gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Các chất độc có trong rượu bia, thực phẩm khi đưa vào cơ thể sẽ khiến gan phải tăng cường hoạt động để đào thải ra ngoài. Thói quen sinh hoạt không khoa học là đường dẫn đưa các chất độc xâm nhập vào cơ thể và khiến gan hư tổn, làm tăng nguy cơ viêm gan siêu vi, xơ gan và ung thư gan. Chủ động thay đổi một vài thói quen, hướng tới một lối sống lành mạnh hơn để giảm nguy cơ các bệnh về gan. Cụ thể như sau. Thứ nhất, sử dụng thực phẩm tươi sạch. Thực phẩm bẩn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng ung thư gan. Việc bạn lựa chọn những thực phẩm tươi sạch giúp cơ thể bổ sung các chất, vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt, những thực phẩm như cà rốt, khoai tây, súp lơ, cam quýt được xem là bạn tốt của lá gan, giúp bạn có được một lá gan khỏe mạnh. Ngoài ra, các chuyên gia dinh dưỡng còn cho biết, mỗi ngày các bạn nên ăn từ 5 loại trái cây và rau củ quả trở lên, giúp giảm nguy cơ ung thư gan hiệu quả. Theo nghiên cứu cho biết, mỗi ngày các bạn ăn khoảng 600 đến 800 gram rau củ quả sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư gan lên tới 20%. Ngoài ra, các bạn nên hạn chế sử dụng những thực phẩm đã lên mốc, ôi thiêu, vì những thực phẩm này dễ hình thành nên độc tố aflatoxin gây hại cho cơ thể, đặc biệt là khả năng mắc ung thư gan rất cao. Đặc biệt, thường xuyên sử dụng nước lá chè tươi, cây an xoan, cà gai leo rất tốt để phòng chống ung thư gan. Vì vậy, các bạn hãy thường xuyên bổ sung nước chè tươi, cây an xoan, cà gai leo mỗi ngày để có một lá gan khỏe mạnh. Thứ hai, thường xuyên vận động thể chất. Việc bạn thường xuyên vận động thể chất, các hoạt động tập luyện thể dục thể thao sẽ giúp cho cơ thể bạn nâng cao sức đề kháng, chống lại bệnh tật. Đây cũng được xem là giải pháp tuyệt vời giúp bạn hạn chế tối đa mắc các bệnh về tiểu đường, béo phì, giúp bạn có được một thân hình cân đối và một lá gan khỏe mạnh. Ngoài ra, nếu bạn là người sống lạc quan, suy nghĩ tích cực vui vẻ mỗi ngày thì đây cũng là một dấu hiệu tốt các bạn cần phát huy để có được một sức khỏe tốt và lá gan khỏe mạnh. Thứ ba, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Kiểm tra sức khỏe định kỳ là giải pháp phòng bệnh hiệu quả. Đồng thời, đây cũng được xem là phương pháp giúp kịp thời phát hiện sớm những bệnh lý về gan như viêm gan B, C, men gan cao, giúp kịp thời phát hiện và điều trị sớm bệnh gan để hạn chế tối đa nguy cơ mắc ung thư gan. Ngoài ra, việc bạn thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ sẽ giúp chúng ta phát hiện bệnh sớm, ngay khi cơ thể chưa có dấu hiệu suy giảm chức năng gan. Do vậy, làm tăng khả năng điều trị khỏi bệnh, tiết kiệm chi phí và thời gian chữa trị giúp tăng tuổi thọ. Thứ tư, tiêm vaccine. Tiêm vaccine viêm gan B có khả năng làm ngăn ngừa ung thư gan hiệu quả tới 90%. Đây cũng được xem là giải pháp các bác sĩ khuyến khích thực hiện, giúp bảo vệ lá gan khỏi sự xâm nhập của virus viêm gan B, ngăn ngừa ung thư gan. Tuy nhiên, với thực tế về việc tiêm vaccine để bảo vệ sức khỏe hiện nay, đối với người dân Việt Nam còn thấp, nên người dân vẫn chưa có thói quen tiêm vaccine để phòng bệnh. Thông qua bài viết ngày hôm nay, chúng tôi khuyến khích các bạn nên đến bệnh viện, phòng khám gần nhất để sớm xét nghiệm máu, đồng thời sớm tiêm ngừa viêm gan B để bảo vệ lá gan của chính bạn. Thứ năm, sử dụng cây thuốc nam giải độc gan. Chính bởi chức năng thải độc mà gan được xem là cơ quan nội tạng dễ bị nhiễm độc nhiều nhất. Ngoài việc sử dụng thực phẩm tươi sạch, phòng tránh rượu bia, tiêm ngừa vaccine, thì các bác sĩ cũng khuyên chúng ta nên lưu ý đến vấn đề giải độc gan trước khi phòng bệnh. Vì vậy, một số người đã tìm đến giải pháp giải độc gan bằng thuốc Tây. Đây là phương pháp dễ thực hiện, hiệu quả cao, tuy nhiên lại tiềm ẩn nhiều mối nguy khi để lại nhiều tác dụng phụ, đồng thời khiến chức năng gan thêm phần quá tải. Do đó, việc sử dụng cây thuốc nam để giải độc gan là điều các bác sĩ, chuyên gia khuyến khích người dân nên áp dụng hiện nay. Tuy mất nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng sử dụng cây thuốc nam lại mang đến nhiều ưu điểm vượt trội như chi phí thấp, hiệu quả cao, không gây tác dụng phụ. Các chuyên gia cho biết, những cây thuốc có tác dụng hiệu quả giúp giải độc gan khuyến khích các bạn nên sử dụng như rau đắng, mã đề, artiso, cà gai leo, cây an xoa. Đây là những cây thuốc dễ tìm. Ngoài tác dụng giúp giải độc gan, còn rất hiệu quả giúp tăng cường chức năng cho gan. Thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày là điều không dễ đối với mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, để có một sức khỏe tốt, ngăn ngừa bệnh tật thì đây được xem là mấu chốt hàng đầu giúp bạn khỏe mạnh. Ung thư gan là căn bệnh với tỷ lệ tử vong hầu như tuyệt đối. Vì vậy, nếu các bạn không kịp thời phòng ngừa ung thư gan ngay chính hôm nay, thì trong tương lai rất có thể kẻ thù này sẽ đến ghé thăm cô bác. Chúc cô bác luôn khỏe mạnh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.